huấn luyện viên Dung Hoàng sẽ giới thiệu với chúng ta một số những cái nguyên nhân và những cái bài tập mà phục hồi về bệnh đau lưng. Ta siết bụng, cổ thẳng nhìn giữa hai tay của mình, nhớ là xốc vai lên. Chúng ta gồng vai một chút để không tạo cái hõm ở giữa hai bả vai nhé. Bụng siết, hai. Sáu, chúng ta về giữa hít vào. Nghiêng hai chân sang bên đối diện và giơ tay phải của mình. Sáu, vòng tay phải nắm lấy bắp đùi của mình, hít vào. Ta giữ nguyên, và nào làm tốt thì chúng ta cảm thấy.